cách. Chị thu từ ngoài vô, nó gọi là ngoại đan. Trong khí công hay nói chị đang đan, đan tức là tiên đơn. Yeah. Mà tiên đơn của trong khí công là ở ngoại trời, còn tiên đơn phía trong là nội đan. Tiên đơn phía trong là do sức khỏe mình tạo ra, tức là người mình tạo ra cái thuốc trong người mình đó, tạo ra một cái viên phi thuốc, còn ở ngoài cũng tạo viên thuốc, nó gọi là ngoại đan nội đan. Thì trong khí công có hai phương pháp luyện, ngoại đan nội đan. Cái vừa qua chị lâm tập là nội đan, tức là tự mình thở. Khi tập thì có cái ý vậy nè, nhiều lúc nói chung chung chị không hiểu, chứ hết vô nghĩ là khí xuống bụng. Nhưng mà cái mục đích của cái thằng cha mà mấy thằng cha khí công sư thường cả làm có nói lẽ làm gì, vì nói rõ luôn là chả thấy rằng là cái môn phương pháp tập khí công nó không giống như thể thao thể dục, cũng không phải phương pháp thở thiền. Đừng có lộn, là một cái phương pháp chả là gì. Khi hết vô mình tưởng tượng là mình hà hơi, thức thường thường lý do cái rúng mình á, là khi mình sanh ra là cái nơi đó nó đẻ ra mình, tức là mới đầu cái cuốn rúng mà ai ra cũng là cái cuốn rúng mà ra hết, mới đầu ra cái cuốn, tức là cái trứng khi nó dính vô cái tử cung phụ nữ á. Yeah. Rồi nó một cái cuốn ra, cái cuốn là cái cuốn rúng của mày á. Yeah. Bây giờ Mỹ nó cũng chứng minh cuốn rúng là cái bào gốc. Yeah. Thì tất cả một cái trái cây là do cái cuốn của cái trái cây nó nuôi nguyên cái trái cây. Thì mình coi mình là một cái trái cây, là mình là con người, tức là cái trái cây nó có dạng con người. Bởi vậy trong Tây Du Ký nó nói là cái trái cây giống con người, là ăn bổ lắm, là vậy đó. Thì mình là con người nhưng mà có cái rúng này, nhưng mà bị đứt rồi, bây giờ tao cho cái rúng mọc lại, tưởng tượng muốn nó cái rúng còn lại. Thì cái rúng này bây giờ nó đang lấy khí trời là ngoại đan hốt vô, ngoại đan là ông trời, là trời còn lấy khí đất ở dưới chân, nó lấy khí đất vô, nó nuôi mình thay cha thay mẹ mình chứ. Nhưng mà mình không thấy cái đó vô, tức là khí nó chui vô rúng mình. Khi mình ra thì nó vẫn còn nuôi mình, khí con nít nó là khí trời, khí đất nó chui vô, nó qua cái rúng nó nuôi tiếp. Nhưng mà mình phải thở mình ăn, cái đó là hậu thiên khí. Thời nó có hai loại khí nha. Khi mình đang sống vậy là mình vẫn đang lấy khí từ đất á, có lấy qua rúng không á, thành ra khi mình ngủ là khí nó qua rúng đó. Bởi vì khi chị ngủ vậy sao khỏe ra là khí nó qua rúng, khí trời nó qua rúng, khí đất nó cũng qua rúng, nó chui vô nó làm cho mình khỏe ra. Cái khí đó là không, con người không ăn cắp được. Thành ra khi mình ngủ là ông trời nuôi á, còn mày sống mày tự nuôi à, mày ngủ tao nuôi. Chứ cứ hỏi chị ngủ làm sao nó mấy cái kia nó còn hoạt động được. Tim mà nó ngủ mẹ nó chết cha mày, ngủ thử nghĩ luôn chết cha mày. Thì lát ông trời đó tụi nó kệ cha tao, mày ngủ tao nuôi. Thành ra đó là khí của trời đất không đụng vô. Thì khi mình ngủ á, là khí trời đất nó chui vô rúng, và khí đất nó chui rúng, cái đó là trời. Cái này nó nói về lý luận mấy ông sư về khí công nói thôi, còn mình không hiểu tại sao. Bây giờ ông nói khi tập khí công, người tập khí công động á, bây giờ mình nói về khí công động trước. Khi tập khí công động đó là chị, nguyên tắc của khí công là tay chân tập là không có được dùng lực hết đâu. Tức là cái tay chân mà khi lúc mình tập á, là mình cho nó thư giãn. Tại thư giãn mới lấy được khí trời đất. Cũng giống như ngủ, chị ngủ chị cũng đâu có gồng được, cái tay chân mình mèo à. Thì khi mới múa khí công mà cứng là mày chết với tao á. Là ra khi tập khí công tập, khi vô một khí công phải coi lại cái phương pháp tập của khí công, nó không giống cái môn nào trên đời á. Còn nó giống thể thao là chết, mình tập của theo giống yoga, mày tập kiểu yoga mày không phải môn khí công nha. Tập cái động tác của nó, rồi mình tập cái động tác nó giống như mà tập cả là không được. Không tập thể dục không có luôn. Cái môn này tập là cái gì? Mình tưởng tượng là khi mình coi phim á, chị coi phim á là chị thở rất là nhẹ, con mắt mình nhìn đó, mình không biết xung quanh đó, đó là sự tập trung. Thì khi tập khí công phải tập trung như coi phim á, và khi tập trung coi phim thì hơi thở phải đều chứ, làm sao anh thở to được. Cũng giống như mình tập ngồi viết chữ, là mình viết thơ mời bạn tới tham dự, mời hít cho to cái thở ra tràn nó có, thấy không? Chứ mình viết là mình viết thôi, còn hơi thở phải đều. Khí công là một hành động như viết, hoặc là khí công là hành động coi phim, thì phải thở thiệt đều, tại vì khi tập trung cao thở đều. Do đó đầu tiên khi thở tập khí công, mày tập trung cao cho mày, mày tập khí công hay mày đang tập khí công mày lại lo ra. Bởi vì khí công nó dễ bị lo ra là sao? Cái đó vô hình, còn mình làm hữu hình, cầm cái viết mình viết là hữu hình, cái mình tập trung được. Còn này mày viết giả bộ, viết bộ viết sao mày viết như thế, rồi mày tập trung, trời ơi nhìn sao viết bộ được. Đó, nó giống y vậy đó, tập giả bộ, tức là tập không có cái hữu hình mà vẫn phải làm. Mà cái hành động này nó kỳ lạ, nó không giống ai hết, là
ngồi không mà hỏi tao tưởng tượng cái gì, thì cái hành động mày đang làm mày phải tưởng tượng hành động nó làm cái gì đó. Ví dụ cái động dịch thần kinh là cái này nó lôi cái gì xuống đấy, không nó có hành động chứ mày không nghĩ hành động lôi nó xuống. Hay thái cực quyền mày thấy cái tay mày phất lên mày thấy mày giống như vũ cái vải hay gì, mày phải suy nghĩ nó làm cái gì. Thành ra cái hành động khí công có nguyên tắc thứ nhất, bây giờ mày tìm hiểu về động công. Tất cả động công á đều là hành động kích kinh mạch chạy, do đó kinh mạch cả ngàn năm không đổ thì động tác không bao giờ thay đổi được. Mình giống y xì cái ông thầy khí công, mình giống ổng là giống khéo léo chứ không phải giống giống mà xấu xí. Tức là khi ông thầy múa rất là đẹp, mình múa đẹp tức là tay nghề cũng cao, là giống như thằng thợ, mà mình không giống ổng thì mình ráng giống ổng cho tao đi. Rồi mày hỏi mày đừng có tìm hiểu tại sao quơ vậy, mày khỏe ra cũng giống như mày xài cái điện thoại, mày bấm thôi mày điện thôi, mày hỏi tại sao bấm vô mà điện thoại được, tao đâu có biểu mày hỏi chứ bấm vô điện thoại được, tao chỉ mày xài điện thoại thôi. Còn mày muốn bấm mày hỏi cái thằng hãng sản xuất cái điện thoại, mày lo xài cái điện thoại chưa xong còn đòi lo chế cái điện thoại. Thành ra cái người học cái công hay đi ngược lại tìm hiểu bên trong, thành ra nó sai lệch hết, thành mất hết thời gian để tập luyện. Tức là cái thời gian mày tập điện thoại sử dụng cho quen đi cái đã, đang vừa tập thì bây giờ tao bấm này mà điện thoại trả lời cứ thắc mắc là sao bấm điện thoại được, mày bấm thì điện thoại điện đi, nó không có theo cái đó. Tại là con người hay bị vấp cái này, học một cái tìm hiểu bí mật của khí công, bí mật là con chuyển ông khí công sư của cái ông chế tạo cái điện thoại. Chứ là mày muốn xài điện thoại mày xài đi, mày xài được là mày đầy đủ tiện nghi cho nó phụ, nó giúp cho cuộc sống mày cải thiện, mày mừng rồi, còn mày còn tìm hiểu cái gì đó. Thành nên người cứ đi lệch, nhưng mà phải giải thích để người ta biết. Thành ra cái động tác khí công mày làm giống không chưa, muốn giống thì mày đi quay phim này, mày coi, hoặc mày ra múa người ta có bu lại coi, mày múa mà đẹp người ta bu lại đó, mày tập múa đúng đó. Còn chưa múa chưa đúng thôi chưa được nha, rất đơn giản nhưng mà người không biết. Nói tôi múa họ nhiều lần, múa nhiều lần mày ra múa cho người ta coi, người ta khen thì được, mày nói mày múa nhiều lần kệ bố mày. Nói tôi múa được 300-600 thì ra mày múa cho hàng xóm coi, thấy mày giỏi nó muốn học thì được đó. Cái khí công nó đòi hỏi cái tương tác là múa cho trúc, đó là một. Mà múa trúc phải tập trung là một. Có hai cái mà người cần tuổi công hay không để ý. Nguyên tắc của nó là họ chỉ kiếm một hít vô phải xuống bụng. Tại sao hít trong bụng là nó nói vậy nè, cái bụng là nơi chứa, là cái kho chứa đồ, là tế bào gốc. Mày xuống nó mày lấy, mày đem vô máu chúng ta thì là cái mày hít vô. Nhưng mà mày phải tưởng tượng thì nó mới vô, còn không tưởng tượng nó mới xuống. Giống như mình hít mình làm một hành động gì mình không suy nghĩ thì nó không có thực hiện. Giống là mình muốn lấy cái viết là tao muốn là cái chai thôi chồm tao lấy cái viết, thì phải có cái thằng con muốn lấy, còn ngồi biểu lấy muốn mà không thèm chồm cái lấy sao lấy cái viết. Thì trong người cũng vậy, giờ ông thầy ông nói chuyện mình làm y xì mà đừng có nói mê tín gì đó. Bây giờ mày hít vô mày là cái suy nghĩ có một cái gì nó chui xuống bụng, mà cái này tao nói thẳng cho mày luôn, mày giống như mày thổi một cái hơi nóng mày thổi qua trái tim, cái hơi nóng nó phà xuống lên sưởi cái thận mày mà ấm lên mình ta, nó nói về bắt đầu hiểu. Thầy xin chị để mày hít từ từ à, bởi vì hít phải để ý tập trung vô mới thấy. Thì thấy làm như có cái hơi đi ngang cái điểm đem hơi nóng xuống bụng mới trốn. Còn hít kiểu chung chung là chết mẹ rồi. Cái này mày tao nói mày hiểu, cái rúng lại là giống như nó có một cái viên, có một cái cột thang mà nó đỏ tao phủ trong tro, giờ tao muốn thổi rọ lửa nó lên. Thế này mày không thổi làm sao mà nó lên, mà phải có ý mới được. Thì chị hít giờ chị suy nghĩ giờ, ủa nó có nóng bụng lên mới đúng. Mà cái nguyên tắc của khí công á là muốn tạo ra khí trong người mình, khí là cái hơi nóng trong bụng dưới, tao cần cái hơi nóng, mày làm không có nữa nóng là mày tập sai rồi. Đó là cái gọi là khí, thở khí là thở vậy đó. Còn thứ hai về động tác động công, mày dơ lên mày thấy máu nó đi làm sao, chị biết nha. Nè cái viết này đơn giản, cái viết là một cái ống, tôi đổ nước vô đó, tôi đổ một nửa lượng nước thôi. Bây giờ mày nằm ngang mày sao cho nước nó nằm nửa cái viết chứ. Còn mày chóc lên cái viết nó phải nó nằm xuống cái viết dưới không? Rồi mày chóc cái đầu xuống như cái viết nào. Khi mày múa cái tay mày phải để ý chứ. Cái tay mày văng ngang máu nó đầu đầy nửa bàn tay chưa? Chưa, bàn tay mày dơ mẹ lên rồi. Cái người tập khí công là lưu thông để ý hai cái trong cơ thể, máu và khí. Khí là cái hồi nào? Khí có thấy nóng bụng không? Đó là thổi lửa. Thổi cái lửa tại sao? Tại vì tao lấy xuống, tao lấy cái thế màu gốc, tao chuẩn bị tao đưa cho cơ thể, tao đưa máu nó đem đi. Còn máu đem đi mình thấy khi mình tập cái máu đi đâu mày không để, giơ cái tay lên
thường thường mày dơ và chờ máu xuống cái nắp mày đầy đó là chưa đầy mày bỏ xuống mẹ rồi thôi, kiểu này là chết mẹ tao. Chỉ biết mấy thằng thợ hồ đó, nó canh cái niveau kỹ lắm, ngang là ngang chứ không phải kêu trên trên vậy, đứng là đứng, đứng là phải đứng thẳng vậy chứ phải đứng nghiêng vậy nè, đứng là đứng vậy chứ ai có đông như nhà như nhà cũng được. Nghe đứng thẳng, từ đứng thẳng thì máu nó mới chia đều, nó chia nó nằm ở cái ngấn, ngấn giữa, còn chị đi thì nó nghiêng vậy. Nhiều người không để ý cái đó là cái mức, mức máu phải cân bằng trên và dưới. Khi mà giơ tay lên phải cân bằng giữa cái tay mà giơ mà hồi thấy cái tay nó ở trên nó tê tê, cái nó thiếu máu dưới là đầy máu, mà mình thấy cảm giác đó chưa, không có quơ mẹ cái này mà vô giờ là thể dục. Còn khi con là khi tập để ý máu thì nó có hai cái suy nghĩ, hít đó thì phải coi cái thổi lửa của bụng không, còn cái tay khi ở vị trí nào máu nó đầy cái tay đó chưa, nó nằm ở dụ giơ lên trời thì máu nó phải nằm nửa trên nửa dưới cánh tay á, còn nằm ngang thì nguyên cái tay nó bằng nhau, cái cảm thụ cảm giác cái bàn tay nó ngang nhau, không phải tôi nó để mày thấy chị để mày thấy nó chút xuống biết liền nhé, chút lên cái giờ mày làm sao nó nằm ngay ngang cho tao mà không kiểm soát ngang được rồi là chết cha rồi. Nhiều người tập không để ý lắm, khi mình tập cái công bởi vì nó tập chậm chậm để nó kịp, nó có ba trạng thái, ở dưới thấp nhất là dài, ngang là dài, cao nhất vậy. Mày phân biệt ba cái thấp cao bằng chưa? Không, mà chết khí là khí công nó để ý vậy nè, cái này để xuống dưới vậy. Nhưng mà nó phải đòi hỏi một thời gian để nó lặn yên tĩnh, nó lặn cái máu xuống, nó lặn chia làm hai phe cái đỏ ra, rồi dơ ngang này cũng phải cái dòng máu phải nằm giữa cái bàn tay ra giữa cũng giữa này bằng nhau hai bên, còn không để vậy thì mày nói bằng hả? Vậy nó bằng này, canh tới canh lui, hai bàn tay bên này cao thấp mà nó xăm chết mẹ mày rồi. Một cái ngón tay là lúc nó chốc xuống về không được, nó phải thẳng vậy á, ngón nhiều người không để ý đó. Tức là khi bàn tay mình nằm ngang thì hỏi máu nó nằm ở giữa tất cả các bàn tay không, nó nằm cái mặt thẳng nằm mà nó nằm yên tĩnh cái đã, yên tĩnh rồi mày mới đổi vị trí, chưa hết mày đổi mày để mà hồi thấy nó dễ chịu lắm, là nó nuôi đủ mặt dưới rồi. Để ý nha, giơ lên chị, giơ lên coi, giơ lên một hồi mới thấy nó chia làm hai. Mà nhiều người chưa ham hai quơ mẹ nữa rồi. Thành ra cái người tập nó để ý cái bên trong, gọi là hồi quang, nhìn vào bên trong mà tập chứ không phải tập cái cơ bắp. Thì máu nó chia làm hai để nó nuôi, tức là khi mình chốc dài là máu nó nuôi ở nửa cánh tay dưới, còn thả xuống đất là nuôi nửa cánh tay trên, còn nằm ngang là nuôi toàn cánh tay nằm ngang. Mà nằm ngang nó có bốn cái nằm ngang, nằm dày là nửa dưới này, còn nằm gì mặt lưng, nằm này nguyên cái mặt lưng, còn nằm gì nữa, còn nằm nửa trên, có bốn hướng mà em không để ý luôn. Khi mà không để ý thì nó sẽ tê không đều đặn, nó tê cái cánh tay không đều đặn. Nó nói về cái động công thôi đấy, thì trong khi người ta với công có hai cái ý. Mày thở là có nóng bụng không, rồi máu giờ mày đang cầm nó nóng không, cái máu mày đang cái bàn tay à, nó nằm ngang thì nó ngang cho ra ngang nha, đứng cho ra đứng nha, thấp cho ra thấp nha, ở giữa 45 độ ra 45 độ, 45 độ tức là máu nó xuyên 45 độ giống như lên cái dốc 45 độ khác, còn cái thiên 30 độ cái dốc máu nó khác nha. Mày phải cảm nhận khác cho tao, mày không cảm nhận khác thì máu nó không nuôi đầy đủ cái kinh lạc đó. Một, thứ nhất là khi tập động công, động tác giống y xì cũng thầy không, mà trong y xì đó thì mày thở đúng chưa, mà thở đây không cần thở nhanh, cứ từ từ thổ nóng, mà thổi nó liên tục, vừa nó đang đỏ đấy rồi lại thở nữa, tức là nó vừa đỏ lên. Bởi vậy chị mà thở dài thì nó cái hơi lửa nó sụp xuống, chị biết khi chị thổi cái cục lửa đỏ trong tro khéo lắm nó mới đỏ, chứ không phải hổ mạnh là ngon đâu, nó đều phun lên. Thành ra nhiều người không hiểu cách thở của khí công là nó thở cho cái cục lửa nó bùng lên, chứ không phải thổi to cái tắc rồi mẹ chừng nào mới cháy được cái cọng rơm. Thằng nó để vô, tức là nó có ba loại thở, thở nha, xong cái thổi da giống như nấu cơm, thổi lửa của đầu mạnh cái rồi cái thổi dạ cho nó hừng lên, rồi cái phù nó phồng lên đó. Cái hiểu trong cơ thể nó giống vậy đó, thì cái bụng nó mới nóng lên. Còn ông nói sao tao làm tao chờ nóng, mày chờ mày làm cho nó nóng lên nhưng mày chờ cái gì, tao nói vậy là mày làm sao cái cục, tao đưa cái cục than hồng mày thổi xong đốt được mẹ cái củi ngày xưa nó đóng hồng quẹt, ngày xưa nó toàn đã thổi vậy không á, ở dưới quê chị biết không, nó không có hồng quẹt,
là nó để cái cục than ở trong tro, ngày hôm sau nó còn nó úp lại thôi, mai nó bới ra rồi lấy cái ống nó thổi lên nó để cây mà củi nhiều lúc củi ướt nó thổi chết mẹ luôn, nó hồi mấy cây khó lắm, mặt mấy tèm lem, mắt chảy tèm lem như nè, người dưới quê hồi đó thì nó phải biết cách thổi chứ. Thì cái y cái thở thở thì trong người mình khi trong cái con có hai coi là khí và huyết, người tập cái công là khí huyết điều hòa điều hòa cơ thể, cái khí là mày thở đều thôi. Đầu tiên phải tập đó là tôi chỉ chị trước là chỉ chị thở trước cho quen quen rồi bắt đầu nó tự nhiên rồi bắt đầu tập động công nó hiệu quả hơn, như vậy thôi. Anh làm cái bài khí công tĩnh là sao, là cái thằng khí công động nó tập tùm lum rồi, nó tập rồi là cái động tác nó đúng, nhưng bây giờ tôi nói chị sẽ thấy sai là trong động tác khí công động khi còn sai, ngang ra ngang, ngửa ra ngửa, mà xiên ra xiên, góc nào ra góc nó, mỗi góc cái bàn tay nó có 4 cái đến dày là một, ngược là hai, úp như ba, bốn, còn đứng chuối trồ nó nhiều lắm. Thì mỗi cái trạng thái nó máu nó nằm mình thấy trong người nó sao chứ, mà máu nó dốc 45 độ nó khác nha, máu nằm ngang nó khác, máu thẳng đứng nó khác, mà đứng xiên là chết mẹ đau rồi. Tôi muốn đứng thẳng là tôi muốn cái ống nước nó, cái mặt mực nước nó nằm ngang, mà nhớ cái lấy level của mấy thằng thợ thợ mộc thợ hồ thợ mộc là biết nó cẩn thận cỡ nào, mà làm sai cái là cái nhà nó nghiêng tức là không điều hòa máu, thì giơ cái tay này máu nó chưa chưa là hai là chị kéo đi, làm sao nó nuôi nửa cái cánh tay dưới này, thấy không, rồi chị để xuống như đây một hồi nó mới nuôi nửa cánh tay dưới này, rồi chị để ngang thì nó nuôi nửa cái nguyên cái cánh tay này, nó dốc để cho máu nuôi thôi, mày không có hiểu. Chị để một hồi nó thấy nó chia làm hai rõ ràng đó, rồi chị để ngang cái máu nó chia nguyên cái tay ngang ra, nó để nguyên vậy để mà hồi cứ thả lỏng mới có, còn mình lỏng không có nha, mà để nhưng mà hồi mình thấy máu nó đều nó nằm cái mặt dưới đều với cánh tay này, thấy không, rồi lát hồi mình tập vậy có động tác khác, có động tác lại úp nó không có ngửa thì nó lại nuôi cái mặt dưới hoặc mặt lên cái bàn tay á, nó lắng xuống đó, nó chia làm bốn khu mà hồi cái tay mày mới khỏe ra, mà cái tay trong nó nuôi chính là tức là lấy máu nuôi, còn hơi thở nó tự động nó đẩy đi theo chạy đi, máu đâu là khí nó chạy theo, nó có cái xì đó liền, nó tự động, mày đừng có quan tâm đó, mày cứ thở đều và mày cứ làm mày theo dõi máu, lát hồi máu khí huyết nó điều hòa là cái tay nó khỏe ra liền, không có cần gì hết, tao không cần đỡ mình là to béo gì hết, tao muốn máu nó nuôi, nó người dùng động tác nuôi dưới giờ mày sao mày đẩy ra, lẽ lấy tay xô máu là hả, thấy không, nhiều người nó không hiểu tao xô máu là hả, mày không làm thì tim là phải bóp máu này, chết mẹ tim nó bóp cái máu ra, chị biết để gì bóp khá chị dốc lên này, nó bóp ngược khá, thì thay vì nó bóp ngược để xuống thì mày khỏi bóp, nó mừng quá tim thủ nó biểu gì sao nó đẩy lên, nó để xuống dưới đỡ quá máu xuống cái bàn tay rồi, nó nhiều lúc cho trạng thái chị dơ là máu nó bơm nó nổi thì để xuống thì máu nó nhẹ, thành ra cuối cùng mình tự điều hòa cái lượng máu ra vô, thì thằng tim nó phải phải đỡ làm việc không, không thông tin nó làm chết mẹ luôn, chị để lên trời tay lên trời máu nó đẩy lên khó hơn, thì nó rẻ nó thấy trạng thái nó giống vậy thì mình để xuống thì nó hết, thì bây giờ trong người mình vậy nó khó trạng thái nữa thì mình để giống cái tay xuống, thì cái động tác nào mình chui xuống thì cái máu nó chạy xuống, mình dơ lên thì máu ví dụ bây giờ trên này biết 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 áp cao ở đầu thầy thì dơ lên nó nhẹ giống vậy. Không nhiều người không để ý cái đó, lo tập cho đẹp bên ngoài không, cuối cùng vậy mày theo thể dục là theo yoga, chứ tao môn tao tao muốn là đem rải máu, tao tao đi đem máu vô hết cái tay mày, mà khi đem máu là cái hơi thở tao bắt mày đều đi, tại khi mình tập trung là hơi thở nó đều đi, cuối cùng mình làm cái hành động mình tập trung à, tao viết thì máu nó tự tới chứ, khí nó tự tới cái hơi thở nó tự theo, cái hơi thở đừng đừng có quan tâm đó, với điều kiện mà cái thở đều ra mình tập trung là tự khi mình tập trung gì cái thở nó đều liền không nghe tiếng động, còn thằng nằm trung trung cứ gần nghe nó thở phì phò, chị để ý chị khi mình làm việc cái gì mình cẩn thận không nghe tiếng động cái hơi thở êm lắm, còn thằng thở mày làm gì mày không chứ mày thở chứ gì mày đập cái đầu mày cũng mày giỡn hả gì nữa, con chị mày đồng hồ biết mày giỡn mày học cái bố mày học mày mày mình thở to vậy ai cũng biết, là trong khí công nhiều thằng nó vậy á, khí công là nó tập trung làm một cái hành động để cho máu huyết nó đi, mày mày thở to vậy, thở to nó của môn khác đừng môn tao tao cấm à, bởi vì chị thấy môn khí công thôi đứng im re hả, cái thằng tập khí công như nó tập trong phòng như là không có ai tập trong đó luôn, chỉ có cái chân nó chẹt chẹt cái đất thôi, hơi thở không nghe,
còn mấy môn khác ui heo chứ con chết mẹ luôn. Thì cái môn khí công phải khác đó, mình để ý nó là cái hơi thở. Rồi cái bài đó là nói về khí công động, còn khí công tĩnh bây giờ là sao? Bây giờ nói vô cái bài thở của một chuyện. Cái bài một nó ý gì nữa? Mày thổi, mày hít được. Mà hít mày phải càng êm thì nó mới cứ có cái suy nghĩ nó đi ngang cái tim mày mới đem nó nóng xuống mình dưới. Còn mày thở phò cái nó không có à, chỉ thở mạnh không có đâu. Nhẹ nhẹ, hít dùng cái suy nghĩ. Phải dùng suy nghĩ thì nó mới tràn, cái này nó điều khiển bằng suy nghĩ không, chứ nó không có điều khiển bằng cái không khí vô phổi đâu, dùng cái ý thôi. À, là cảm giác là gì? Tưởng tượng chỉ là một cái đây cái lò lửa này, không khí xung quanh này, mình đang đưa cái không khí đi ngang cái trái tim thì nó nóng không khí lên, đem cái không khí nó đem xuống dưới. Đó, suy nghĩ thôi. Thì đúng là ở ngoài như vậy nè, cái không khí trái tim này, mình suy nghĩ không khí nó đang cái hơi nóng, cái tim nó đang nóng nó lan này. Lan xuống được. Vậy thôi, mày làm vậy mày làm không được rồi. Cái lan xuống mày theo dõi cái lan, cái hơi nóng trong tim nó lan xuống bụng dưới á. Cái tao không biểu mày thổi, tức là mình suy nghĩ tập trung rõ ràng thấy cái hơi nóng. Chỉ chỉ tập trung là cái hơi nóng nó thấy nó đi xuống dưới mày, mày theo cái đó hoài. Mà khi mày làm hoài cái mày dẫn cái hơi nóng xuống được. Còn mày không có bây giờ mày điều khiển nó thì mày muốn đem hơi nóng trên tim xuống đem cái nào. Còn mình đang tập, đem xuống, đem hơi nóng xuống. Cứ tập hoài đừng dừng nữa chứ. Hét mà cái nóng bụng liền. Hay lắm. Đây mình cố ý vô cái gì là não nó giống như là những cái thông tin nó chui vô cái thông tin xung quanh nó dẫn thông tin nó xuống dưới liền. Cái não mình hay lắm. Cũng như là mình muốn tập trung lấy cây viết nó xuất năng lượng bằng cây viết này rồi, tức là nó vô năng lượng ra bằng năng lượng cái đó. Thì chị cũng muốn lấy cái hơi nóng xuống dưới bụng dưới thì tập trung tư tưởng vô là nó đem hơi nóng xuống được liền. Cái hay của cái não con người nó hơn con thú chỗ đó. Con thú biểu đang nóng chứ sủa bố gấu biết mẹ vậy ông biểu tôi thở khí công con chó nó ngồi nó ngó người thì nói làm được á mà làm thế được đem đầu tiên thì phải đem cho nó thì lúc này khi cái đó là cái mục đích về suy nghĩ thôi chị làm chị thấy nó rất là hay không phải là như cái bài sổ mở kia không khó đâu chị muốn là anh tự động cơ thể nó hay nó chỉ những cái đọc. Còn ông thầy ông viết cả trăm câu chị đọc chị cũng tập được, cái này gọi là tâm truyền tâm, cái hiểu truyền cái hiểu nhau mới tập được. Thành ra người ta nói khí công tĩnh khó vậy là cái hiểu nó khác, còn cái chữ viết nó không mô tả được cái hiện tượng mà đẩy máu rồi cái đem khí xuống đây đâu, cho nó biểu đem khí nó đem sao trong đầu hỏi ông biểu đem cái tay xuống bụng đem sao nó hỏi vậy chết mẹ mày thôi, nó không bao giờ giải thích bằng từ ngực. Cái từ ông thầy bây giờ mày biểu mày dẫn khí xuống bụng nhưng mà cái từ đó là tao nói như vậy cho có vậy thôi, cái từ đó mày theo cái từ đó là sai đó, mày hiểu cái ý không, mày hiểu là mình sao, mày tập trung mày thấy cái hơi nóng nó xuống bụng dưới không, mày theo dõi cái hơi nóng cho tao, mày theo dõi cái đó là một câu chưa chắc đúng lắm, khi mình tập trẻ đó cái câu ông thầy chưa đúng lắm, do ông tạm ông là ông mượn cái từ ngữ của con người giải thích, mày còn cái từ ngữ của khí nó vô hình, thành ra người ta nói trong đạo Phật hay nói tướng vô tướng vô sắc là vậy. Có mà không, không mà có cũng như không, muốn có mà không có cũng được, tức là có cũng đúng mà không có cũng đúng, nói vậy là mới hiểu. Cái từ đó là từ vô hình, bởi vậy ta nói những cái gì cao siêu là kinh vô tự, không có chữ. Kinh Phật cũng vậy, mày đọc kinh Phật mà mày hiểu trong đó là mày sai, không có tự luôn thì thằng đó mới hiểu. Bởi vậy mấy người mà những cái gì cao siêu đó mày hiểu chưa, mày không hiểu là mày giỏi. Nói vậy giật mình rồi, đúng rồi, thằng kia nó tỉnh liền, nó hả nhắc ngộ liền, mày hiểu chưa, mày quên mà không hiểu là mày giỏi rồi đó. Hay là giống như tao là tao này, đi học 10 năm cũng là tao, do lẽ tao học 10 năm đâu có cái sừng kiến thức nó vô người tao, tự nhiên tao có cái sừng đâu có đâu, tao cũng là tao nhưng mà tao giỏi đó. Nói vậy hiểu, tức là tao cũng là tao, tao 10 năm khí công cũng là tao cách đây 10 năm, nhưng bên trong có cái gì mày biết không, mày tự hiểu đó. Do gì chị tập gì chị tập thiết tập, dù bây giờ tao làm cái bụng nóng được sao hay vậy á. Thì tao cũng là tao mà, nhưng mà tao cái kiến thức nó truyền cái kiểu gì, nhưng mà viết thành câu không có được, cái mô hình khó lắm. Thật ra khi tập là phải ông thầy ổng làm sao ông truyền cái lửa cho học trò nó, còn tập như thế nào đừng có hỏi ông thầy tập như thế nào nha, tao cũng tự tập chết mẹ tao luôn chứ không phải tao có phương pháp gì.
tao cũng là ông thầy cũng nói chung chung vậy, bắt đầu tao hiểu và tao tự làm là tao tìm ra rồi tao biết cái đó, nhưng tao viết không có được, thành cái công nó khó vậy đó. Bây giờ ông có nói là mình phải hiểu một cái, lấy một cái từ của con người để giải thích thôi, tức là mình thổi cái hơi nóng của tim xuống này. Bởi vì trong 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 sách của đạo giáo hay nói thủ khảm điền ly, tức là ly là cái tim đó, là đem tim đục mẹ vô cái khảm, là dục vô cái thẳng đó. Để tự vậy sao hiểu, nhưng mà hiểu là đem hơi nóng xuống hạ, và khi cái hơi nóng xuống dưới thì cái hơi lạnh lên. Thì tại sao mày khỏe mày cũng biết, là mày ăn sẽ còn nóng được phải không, sao lên lạc mày khỏe ra đó vậy. Thì trong người phải vậy thôi, cái tim nó nóng chết mẹ đi, ở dưới cái thận nó đem hơi mát lên có phải tim khỏe không, còn thận nó lạnh chết mẹ thì hơi nóng xuống nó đã. Thì trong người hai cái đã nó trộn là cái người mày khỏe lên. Mày tự làm, tức là người mày chính là cái máy lạnh, mày biết ra xài, cứ mày ngồi đây mày quạt cái nóng xuống dưới giống như mày thân làm. Ngoài nó có ý thì mày quạt hơi nóng trong ngực mày xuống, mày không có ý làm sao nó xuống. Giống trong nhà vậy, để nó tự lan, mày biết quạt lửa này nó vô kia, mày để đây nó cũng lan mà lan chậm lắm. Còn có ý mày quạt thì cái hơi nóng đi xa, giống vậy đó. Thì cái suy nghĩ mình giống như cái quạt, quạt đó. Nó bây giờ suy nghĩ, chị ngồi yên mình thấy như mình tập trung suy nghĩ. Hơi nóng tim xuống dưới thì nó sẽ nóng lên màu hơn, rõ ràng luôn, mình thấy đi. Đó là giai đoạn một của khi mình tỉnh. Mà khi mình lọc dậy dần dần rồi, lắc họ chịu quên để mà thở. À đúng không? Còn cái người cách lọc cái chị nếm mà thở là gì? Tức là trong Phật nó gọi là niệm á. Niệm Phật, Nam Mô A Di Phật, lắc họ mình niệm mà quên. Mình không có niệm mà trong đầu nó cứ hiện cái tầng các bài thuộc. Thì lúc đó là cao nhất. Ý nó nói vậy thôi chứ thật là khi cao lưng cũng giống vậy đó. Mày đếm mà thở được là ta thọc thọc. Nhưng mà nói là cái kỹ thuật, nhưng mà thật ra không phải là đếm đâu. Này, mỗi lần cái suy nghĩ xuống là một hơi, một cái suy nghĩ xuống là nó nóng lên. Một, hai, tắt hồi nó nóng thì mở, nó mở, mở mắt nhìn là được mất 10 phút. Theo kinh nghiệm cứ 10 phút nó mới nóng, nóng dữ lắm. Vậy là ông thầy mới đạt ra nguyên tắc. Cái thằng ngu thì nó cứ theo nó làm, còn thằng khôn nó, ủa tại sao nó làm cái này, nó tìm ra cái bí quyết nó làm sao. Đúng 10 phút là phải nóng lại. Thằng dở thì nó, thằng mà nó dốt thì mày cứ đếm đúng 300-400 là nó nóng. Thì nó lo đếm nhưng mà nó lại xa. Còn cái người hiểu giờ làm sao cho nó nóng, nhưng mà khi nó nóng, ủa đúng 10 phút. Đó, bắt đầu cái sơ sáng này, khi mình tìm ra bí mật rồi thì làm được. Mày mà không đúng 10 phút thì không bao giờ thành công tại 10 phút sau đó, thêm 10 phút nữa, 10 phút nó sẽ lên cấp, lên dần, lên dần. Còn mày cái 10 phút mà không nóng thì suốt đời chứ mày được, mày nấu cơm có được, tiệm thủ hoài không có lửa mà nấu cơm. Thằng cái cú đó chứ mày thổi lửa mà được. Cái bài Phật rất là khó vậy. Mày hít nghe. Bởi vì cái người đầu tiên thì 10 phút nó, mấy người sau, một phát nó nóng này. Ừ, nóng lên. Rồi rồi đó, một phát, một hơi nó nóng rồi. Trong khi mình chọn 10 phút mà nó hết một cái nóng thì biết bao nhiêu cái sức khỏe nó lên bao nhiêu. Tức là nó hay vậy, là tức là cơ thể mình tự làm mát. Cái giống nhà chị gì có máy lạnh thì mở, bây giờ cái nhà tao nó tự mát theo, ở ngoài nóng, ở trong nó cũng nóng, ở ngoài lạnh nó cũng hòa theo, thì trong nhà chứ ngoài thấy không bị gì hết. Còn mình có máy lạnh, mình tâm có máy lạnh, nhưng mà cái người tao trời nóng tao cũng sống được, trời lạnh tao sống được, thành đó là tự điều hòa. Thì cái cơ thể mình sao làm được vậy là khỏe nhất, thì thích hợp bên ngoài. Chứ bây giờ ngoài lạnh nó trong là đắp mền chết mẹ rồi. Bây giờ mình thích con chó đó, ở ngoài lạnh nó có đắp mền đâu. Trời lạnh nó cũng đau, đau cái vùng mặt. Chó mà thấy tôi quạt đứng, chờ cho má không. Trời nóng con chó chạy tôi bu, vừa nói con chó bu mà là người khỏi đứng luôn. Nhà luôn mượn chó chưa, nóng cái chó nó bu lại xung quanh quạt nó che hết. Người đập chó hả, dành với chó cái quạt hả? Không có. Trời lạnh cho chó chạy lên lôi mền xuống hết đắp. Mẹ không có. Nó tự thích hợp bằng cách thở đó. Khi thở rồi không sợ lạnh, không sợ gì hết. Đầu tiên thấy hơi mình thở đúng cái trời ơi, không thấy hết. Tức là trời lạnh nó cũng như thường. Khi mà chị trời nóng chị thở nó mát, không có nóng đâu, không có biết, ghê lắm. Thành ra nó thích hợp với mọi hoàn cảnh. Thành ra cái nhà thi công nó khỏe là sao? Tức là tự là mát. Nguyên phương pháp là đem cái tim nó làm ống cái thận. Khi mình tập quen thì tự nhiên cơ thể nó thành cái hệ thần kinh, nó gọi là từ vô thức thành hữu thức, tức là nó có ý thức. Nóng cái nó tự đem lên đem xuống, nó làm liền cho mình nè. Thành nó người khỏe ra.
Thì khi kia là một, thì thở đó là xong, tôi nói về cái cách cách thở một. Bây giờ tôi ứng dụng cho chị để thi tập thử. Nè, bây giờ chị nhớ là hai cái lông cung, bây giờ chị thử cái này cho người nữ. Cái bài số 1 ứng dụng thôi. À, bây giờ chị đứng dậy cho tập cho chị coi. Chị đứng dậy. Nè, chị đứng giống vậy. Hai chân bằng nhau nha. Hai tay để nha. Nè, bây giờ mình nói cái lý thuyết. Cái này ứng dụng cái bài thở để coi người khỏe ra, chị biết về. Là bằng tay mình tưởng tượng là khí ở dưới đất nó hút vô bằng tay. Mình nó hút vô lòng bàn chân. Cái gì cái tay mình để vậy mình cũng thấy thì hướng phía dưới thấy lòng tay nó lạnh rõ ràng, thấy không? Rồi lòng bàn chân cũng lạnh, thấy không? Bây giờ khi mình cái thở thì chúng mình vẫn là chỉ hít vô là dẫn cái khí xuống bụng như vậy. Thì lúc mà chị thở vậy là tôi coi như chị thở quen rồi, tôi không có để ý đó. Bây giờ bỏ cái đó ý đó, bây giờ gọi là thu ngoại đan, tức là lấy khí trời đất vô người qua cái hơi thở của mình hồi nãy. Chị để chuẩn thở bình thường đó, thì chị suy nghĩ cái khí xuống bụng đó, là lúc mọi khi hít vô là xuống bụng đó. Nhưng cái hít này là nó hít từ hai cái lòng bàn tay và hai bàn chân đó, phối hợp với cái lòng mũi luôn, tức là mình hấp khí. Thì khí ở hai lòng bàn tay lòng chân nó chui, khí lạnh nó chui vô, thì cái bàn tay chị hơi ngước lên, cái chân thì hơi kiểm lên chút xíu, chị hút vô rồi lâu là khí nó xuống bụng, nó xuống năng điện rồi chị thả. Mà cái khí đi kiểu gì là nó đi từ dưới đất nha, hai lòng bàn chân nó vô cái sụt sống vậy á, nó lên lầu, hai cái tay chị nó lên cái vai, nó chui vô cống nó lên lầu luôn, là nó hít lên rồi nó xuống cái bụng dưới, xuống cái chỗ đang đèn gì đang đọc bài thì không cần gì nữa nè, hết thì nhà coi được tưởng tượng nha, khí dưới đất lên nè, dưới đất nó lên tới thắt lưng, còn khí tay mới đầu chưa quẹt, khí tay nó lên tới vai, xong nó chui vô cột sống lên nè, đó chị nhớ là chị hơi kiểm chân lên, cái tay rước lên nha, là coi tưởng tượng khí lên thế nào, rồi chị thở ra, đó khi thở ra là khí xuống ra đi, áp dụng cái bài thở tĩnh lặng xuống. Cứ vậy hoài thay đổi. Chị làm cái đó là chị cái này là cho máu, nếu mà thu được khí đất là máu đẹp lắm, nó đơn giản vậy thôi. Chị tập lên dưới nhất người nữ mà luyện được cái lấy được cái điều khí rồi máu nó tốt lên là điều hòa được kinh nguyệt luôn, trong máu nó người nữ mà máu tốt người khỏe lắm. Thì cái bài này thất lợi cho phụ nữ này, để giờ chị để hết nè vô ở lòng chân nó lên, cái nhớ nó phải đi theo đúng lộ, nó lên cái thắt lưng, cái ở dưới lòng chân phải lên cái thắt ngang ngang cái lưng, lên cái lưng, còn cái tay thì nó lên cái tay, nó vô cái lưng luôn, vô cột sống luôn, rồi hai luồng nó lên cái đỉnh đầu, lên cái sọ, nó lên là khi đắp lên cái đầu, rồi nó theo cái đầu nó chạy xuống cái bụng dưới, theo cái đăng điền xuống cái bụng mình, theo cái hơi thở mà đăng điền, chị tưởng lúc đó chị mới dẫn khí xuống đăng điền, hồi trước chị dẫn là tưởng cái hơi ở đây xuống đăng điền, cái này mình dẫn khí lắm để nó lên tới được ngay cái miệng mình, hút nó em xuống bụng liền, thì nó lại làm cái máu mình tốt ra. Còn cái bài kia là chung chung đó, chứ là làm nóng đăng điền, cái bài này là lấy cái hơi nóng đó dẫn cái hơi đất vô nó làm máu tốt ra, nó phối hợp. Tức là cái bài kia chị phải giỏi thở. Bây giờ bắt đầu nè, đầu tiên là lấy khí lắm hấp vô lên tới đỉnh đầu, rồi bắt đầu kết hợp cái hơi thở của kim tật, thổi cái tim xuống đằng này, thở vậy thôi, rồi dùng cái tĩnh khí công đẩy cái đó xuống đằng này, lấy khí đất là ngoại đan lên tới đỉnh đầu, khi nó tới cái chỗ mũi mình bắt đầu hít vô, tức là giống lại tĩnh khí công hít vô đem xuống đằng này, đó cứ làm một hồi, khi nào thấy cái tay cái lòng tay lòng chân nó phồng ra lâu rồi. Cái lòng người ta nó đỏ, hồi nó đỏ lên là thành công. Vậy nó nói vậy, tức là hoài mà cái lòng tay nó đỏ lên sao? Có đốm đỏ, chỗ đậm, lòng như nó sướng cái da lên, tập hoài. Khi thở ra là khí nó xuống thẳng lên. Thở ra là cái là mình thở ra mình thổi hơi nóng tim nó xuống bụng, giống cái bài một. Cái đập tử trong chung 10 phút, đó là thuộc cái bài. Bài gọi là vận dụng lấy khí đất nuôi máu của người nữ, nó là một bài này gọi là khí công tĩnh, thu âm khí luyện ngoại đan, cái từ của đạo giáo, lấy ngoại đan tức là lấy khí trời khí đất vô lòng bàn tay,
lên trên đỉnh đầu mới dùng thở tĩnh khí công đẩy xuống bụng, tức là thổi qua trái tim đem xuống đan điền. Thì khi nó đi ngang cái mặt trước này là nó làm máu người người phụ nữ đẹp ra tốt tốt tươi bằng khí trời đất. Đó là bài của mấy tạo gia nó tĩnh tập chỉ ra. Bởi vì cái này là áp dụng của cái bài số 1 thổi tĩnh khí công, bài 1, bài 2 bắt đầu chỉ cái bài số 2 tập tĩnh khí công là thở. Cái này là áp dụng bài thở để giúp cho sức khỏe liền, để coi cái công dụng nó. Nhớ là cái thở tĩnh khí công là chỉ thở từ cái lỗ mũi thổi cái hơi tim xuống bụng, còn bài là lấy hơi đất hơi lạnh từ dưới đất vô lòng bàn tay vô lòng dũng tiền lên đỉnh đầu rồi nó qua lỗ mũi thì đẩy cái hơi lạnh nó vô xuống đan điền để làm tươi cho máu mình ra. Luôn luôn suy nghĩ vậy tập xuống thì người khỏe, người người nữ thì dễ chịu, người đàn ông không thấy vậy. Cái này bài cho nữ không, cái này làm máu tốt đấy, cái này bài này có lợi cho nữ, còn bài nam bài kia. Đó là cái bài đó, chỉ đọc cái bài đó, bài hỗ trợ sau đó thì chỉ cái bài số 2 của các bài mới là xong cái bài chương trình hôm nay. Nó dùng suy nghĩ không à, bài thiết công tĩnh dùng suy nghĩ là nó tăng sức khỏe lên, dùng suy nghĩ đó là đem cái hơi nóng xuống bụng là bài 1, bài này là thấy hơi lạnh của dưới đất qua chân, hơi lạnh dưới đất qua tay lên cuộc sống và đầu cái bị thở kia, cái đó là về chuyện tập hoài nó thành công, thời gian ngắn nó biết cái cách rồi vậy.